Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một mẫu công trình nhà vườn mái Nhật 2 tầng được chúng tôi thiết kế và thi công cho gia đình của nhà anh Luân, có địa chỉ tại Đông Hưng, Thái Bình. Và trước khi đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì Mark Home đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành, và khi quý vị sống ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ mảnh đất nào, chỉ cần xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, hãy nhấc ngay máy lên gọi tới Mark Home là chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức, tư vấn và triển khai đội ngũ thi công, máy móc đến tận chân công trình. Đội thợ thi công xây dựng của Mark Home là một trong những đội thợ được đào tạo bài bản, tay nghề cao, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ thi công trọn gói. Và quý vị có thể gọi điện ngay tới các số hotline của chúng tôi 0964458888, 0924099999 hoặc 0828133333. Đây là những số hotline mà chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị bất kể ngày hay đêm, bất kể lễ Tết thứ bảy hay chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Ở trên này chúng tôi sẽ đăng tải đầy đủ các video về những mẫu công trình chúng tôi thiết kế cũng như là các công trình đã hoàn thiện xong rồi để quý vị có thể tham khảo. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói.com. Trên này thì chúng tôi cũng sẽ đăng tải tất cả những cái chương trình ưu đãi trong thời gian gần đây mà chúng tôi đang chạy. Ví dụ như ở đây thì sẽ giảm 40% chi phí thiết kế từ 210.000 đồng xuống chỉ còn 120.000 đồng trên 1m². Ở trên kênh này thì chúng tôi cũng đăng tải rất là nhiều những cái mẫu công trình đẹp do chúng tôi đã thiết kế trong thời gian gần nhất. Còn phía dưới là công trình mà đã thi công hoàn thiện xong rồi, đều được các chủ nhà rất là ưng ý. Và quý vị có thể vào đây để tham khảo thêm. Tất cả các hệ thống chi nhánh của Mark Home chúng tôi tại trụ sở miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Trụ sở miền Nam thì sẽ là tòa nhà Mark Home 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở chi nhánh miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Miền Tây là 98A Lý Thái Tổ, phố Nối Dài, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chi nhánh Đồng Tháp sẽ là 226 Nguyễn Tất Thành, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web khác có tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên này thì chúng tôi cũng đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật tư vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì thứ nhất, chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về các nguyên vật tư vật liệu chính hãng. Thứ hai là giá thành cạnh tranh. Và thứ ba là thời gian bảo hành bảo trì dài hạn. Ví dụ bình thường khi mà quý vị đi ra bất kỳ một cửa hàng nào chẳng hạn thì quý vị đã phải thông qua rất nhiều khâu, nhiều cấp, thông qua cấp đại lý này, cấp nhà phân phối, cấp tổng vùng, tổng kho. Thì mỗi một cấp như vậy thì quý vị sẽ bị chiết khấu mất tầm khoảng tầm là 10-15%. Tự nhiên thì cái đơn giá mà chúng ta mua vào nó rất là cao. Nhưng mà khi mà quý vị làm việc trực tiếp với Mark Home của chúng tôi thì quý vị sẽ nhận được ngay chiết khấu từ nhà máy của Mark Home mà không thông qua bất kỳ một khâu trung gian nào. Như vậy thì đơn giá vật tư vật liệu chúng ta sẽ nhập được thì giảm rất là nhiều. Đó chính là lý do tại sao mà khi xây dựng một cái ngôi nhà của Mark Home thì đơn giá lại thấp đến như vậy và chất lượng thì lại cực kỳ đảm bảo. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì cũng có là đơn vị duy nhất hiện tại có các bậc thầy về phong thủy tư vấn tận tâm, giải đáp tất cả những thắc mắc trong thiết kế và thi công xây dựng công trình cho quý khách hàng. Ở trên kênh này của chúng tôi thì cũng có đăng tải rất là nhiều những cái mẫu nhà đẹp. Ví dụ như thiết kế nhà vườn này, nhà cấp 4, thiết kế nhà hiện đại, các mẫu nhà ống đẹp hay là thiết kế biệt thự. Ngoài ra thì cũng có thêm rất là nhiều những công trình mà chúng tôi đã thiết kế hoàn thiện xong rồi. Trên này thì chúng tôi cũng đăng tải này rất là nhiều những cái công trình hoàn thiện, và đặc biệt là các giá thành luôn luôn được công khai và minh bạch để quý vị có thể là nắm được cái kinh phí mà mình cần đầu tư. Ngoài ra thì chúng tôi còn có xưởng sản xuất với giá tận gốc để thi công nội thất. Quý vị có thể tham khảo thêm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thêm một cái trang fanpage trên Facebook có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên kênh này của chúng tôi đăng tải rất là nhiều những cái mẫu công trình đẹp. Đây là những cái mẫu nhà thực tế mà chúng tôi đang hoàn thiện, được cập nhật rất là đầy đủ và chi tiết. Mến và quay trở lại với công trình của gia đình nhà anh Luân ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta có thể để ý đến là ngay từ cái phần cổng và hệ thống tường bao phía ngoài thì cũng được chúng tôi thiết kế làm sao để đồng nhất với ngôi nhà chính ở phía bên trong. Từ hệ thống đó chính là cái phần mái cổng này có cái màu mái ngói đỏ tươi giống như cái màu mái của ngôi nhà chính vậy. Cũng như là cái phần cổng thì được thiết kế rất là vuông vức, thể hiện được cái nét đẹp khỏe khoắn của phong cách hiện đại.
Và khi mà nhìn vào ngôi nhà chính của chúng ta thì căn nhà đây là một căn nhà quốc dân nha quý vị. Trong thời gian qua thì được rất là nhiều khách hàng gọi điện đến công ty của chúng tôi để tư vấn về mẫu nhà này. Và quý vị có thể nhìn thấy được rằng là đầu tiên cái hình khối của nó thì vô cùng đẹp và vuông vức. Nó sẽ thể hiện được cái phong cách hiện đại. Và cái phong cách hiện đại thì nó sẽ không có quá là rườm rà và cầu kỳ, giống như hai phong cách còn lại, đó là phong cách tân cổ điển và phong cách cổ điển. Và trên tất cả các diện tường hệ cột không có đắp vẽ bất kỳ một họa tiết hào chỉ hay là hoa văn gì cả. Đơn giản chỉ là những mảng tường được sơn màu hay là những phần tường được ốp gạch mà thôi. Và tuy mà nó đơn giản nhá, nhưng mà bên cạnh đấy thì nó lại làm cho chúng ta một cái nét đẹp ấy, nó rất là khỏe khoắn và thanh lịch. Màu sắc thì cũng là một trong những yếu tố mà góp phần tạo nên một cái vẻ đẹp cho công trình. Và như ở căn nhà này thì cái tông màu chủ đạo đó chính là tông màu nóng nha quý vị. Và cái tông màu nóng nó thể hiện rõ nét nhất đầu tiên phải kể đến từ cái phần mái ngói. Mái ngói với một cái màu đỏ tươi như thế này thì chắc chắn rồi nó sẽ mang đến một cái nét đẹp truyền thống của Việt Nam ngày xưa. Và cũng rất là nhiều gia chủ yêu thích cái màu mái ngói đỏ này nha quý vị. Tiếp theo thì phải đến cái phần tường thì sẽ là những cái màu kết hợp như là màu trắng này và cái màu vàng nâu đấy quý vị ạ. Nó sẽ nằm ở dưới phần cổ mái này, một cái số phần mảng tường. Và kết hợp thêm những cái phần đó chính là đá ốp trang trí ở một số khu vực, ví dụ như là những cái đường kẻ chỉ âm cột này hay là dưới chân cột. Tất cả tạo nên một cái vẻ đẹp. Đấy, nó mang đậm cái phong cách hiện đại này, cũng như thể hiện được cái phong cách cá nhân của gia chủ nữa. Và tông màu nóng nha quý vị. Tông màu nóng này thì tôi cũng đoán sơ sơ một phần nào đó thì nó sẽ phù hợp với độ tuổi của gia chủ nữa. Vì đây là một căn nhà vườn nên chúng tôi luôn luôn ưu tiên đưa những yếu tố tự nhiên từ phía bên ngoài vào. Thì quý vị có thể thấy được rằng là ở phía trước này và phía bên hông của căn nhà thì luôn luôn có những cái hệ thống bồn hoa. Đây, bồn hoa rất là lớn nha quý vị. Để chúng ta có thể giúp cho ngôi nhà thêm hòa nhập với thiên nhiên này, đồng thời thì làm tăng thêm vẻ đẹp cho công trình. Tuy nhiên thì cái bồn hoa lại nằm ở ngay vị trí phía bên ngoài, là một cái nơi mà phải tiếp xúc trực tiếp với điều kiện thời tiết như nắng mưa thất thường. Đồng thời thì các vật liệu như đất cát nước bị tồn đọng khá lâu ngày. Chính vì thế mà nó hay xảy ra cái tình trạng như là mục này, nứt nẻ này, thẩm thấm cho khu vực bồn hoa. Vì vậy mà chúng ta cần phải lưu ý về cái vấn đề là xử lý chống thấm cho quá trình thi công nha quý vị. Công trình của chúng ta được thiết kế với hệ thống bậc tam cấp đi lên bao gồm 3 bậc, làm cho công trình trở nên cao ráo hơn và bề thế hơn. Đặc biệt thì sau này cái phần đường phía ngoài có bị tôn cao lên thì cũng sẽ không làm cho công trình trở nên quá thấp hơn so với mặt đường. Hệ thống cột trụ của căn nhà này được thiết kế cũng khá là lớn nha quý vị. Nó thể hiện được một cái sự khỏe khoắn và mạnh mẽ. Trong cái quá trình mà chúng tôi thiết kế thì gia chủ cũng đã rất là băn khoăn, không biết là nên chọn và lựa cái loại vật liệu dành cho cửa nào để cho nó vừa bền bỉ này và cái giá thành của nó lại vừa phải và tiết kiệm nhất. Thì chúng tôi cũng có tư vấn cho gia chủ là hiện nay thì có hai cái loại vật liệu mới mà chúng ta có thể là thay thế cho cái loại gỗ tự nhiên. Đó chính là cửa thép vân gỗ cũng như là cửa nhôm hệ Owin. Thì gia chủ của chúng tôi đã lựa chọn cái loại cửa thép vân gỗ. Và nói đến cái loại cửa này thì quý vị có thể nhìn thấy hiện tại ở đây nhé, chúng tôi đang sử dụng cái loại cửa cho công trình này. Mới nhìn thì cái cảm quan ban đầu thì nó không có khác gì so với gỗ tự nhiên cả. Nhưng cái đường nét vân gỗ giả nó rất là đẹp. Và đặc biệt thì nó sẽ khắc phục hết tất cả mọi nhược điểm của gỗ tự nhiên. Đó chính là chống mối mọt, chống cong vênh, chống co ngót vô cùng tốt. Và bên cạnh đó, cái thao tác khi mà chúng ta mở ra đóng vào thì nó lại vô cùng nhẹ nhàng và êm ái. Chính vì thế mà cái độ bền của cửa thì nó rất là cao. Và cho nên là chúng ta sử dụng rất là lâu dài. Vì vậy mà cái giá thành của nó lại rất là vừa phải nữa. Nên là nếu mà quý vị nào trong thời gian sắp tới có thể làm nhà thì nên cân nhắc nha quý vị. Còn toàn bộ này, hệ thống cửa sổ, cửa phụ, cửa đi của công trình đều được làm bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực. Nói về cửa khung nhôm và kính thì chúng ta cần phải lưu ý đến 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là cái phần khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài. Có rất là nhiều chất liệu và độ dày khác nhau, ví dụ như nhôm sinh pha, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai thì đó chính là cái phần kính, bao gồm là kính cường lực này, kính hai lớp hay là kính phản quang. Và cái thứ ba thì đó chính là phần phụ kiện, bao gồm là hệ thống tay nắm cửa, bản lề hay là keo liên kết. Và tùy về từng tập tài chính của mỗi gia đình mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại vật liệu khác nhau để đảm bảo là kết cấu cho phần cửa. Và với góc nhìn bên này chúng ta cũng có thể thấy được rằng là căn nhà của chúng ta cũng vô cùng đẹp nha.
với lại hai hệ thống bồn hoa phía hai bên này. Và có thêm một cái chi tiết nữa, đó chính là chúng tôi luôn luôn để ra những cái khoảng. Thứ nhất là chúng ta có thể là đi xung quanh thăm thú và kiểm tra căn nhà. Cái thứ hai là khi một cái khoảng trống như thế này á, thì nó sẽ tạo này đấy, cho một cái độ đua của mái. Thì khi mà có nước mưa nó rớt xuống ấy, thì nó sẽ chỉ rớt xuống cái khu vực địa phận của gia đình nhà mình thôi, và nó sẽ không bị hắt sang khu vực nhà hàng xóm. Đây ở phía bên này cũng vậy nhiều quý vị. Và đây là một cái thiết kế có thể đánh giá là vô cùng văn minh. Đây, ở ngay phía bên này này cũng đều cố gắng để tạo cái độ đua của mái. Và theo góc nhìn từ phía bên trên xuống thì ta có thể thấy rõ nét nhất cái hệ thống mái Nhật của chúng ta. Mái Nhật thì cũng giống như tên gọi của nó, được xuất phát từ đất nước Nhật Bản. Mái Nhật còn có tên gọi khác, đó chính là mái lùn. Trong cái loại mái này thì nó có một cái độ dốc mái rất là vừa phải, khoảng tầm là 40 độ. Rồi là cái phần chân mái á, nó sẽ mở rộng theo các hướng khác nhau, giúp chặn nắng che mưa vô cùng tốt nha quý vị. Chính vì thế mà cái hệ thống mái Nhật này được rất nhiều gia chủ yêu thích và lựa chọn. Nhìn góc nào cũng đều vô cùng đẹp nha quý vị. Và nếu như mà chúng ta nhìn từ phía bên trên xuống thì cảm thấy là cái hệ thống mái Nhật của chúng ta ấy, với cái màu mái ngói đỏ tươi, nhìn nó vô cùng nổi bật. Đây là phía mặt sau của công trình này. Ở đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng là ngôi nhà này sẽ còn có thêm một lối tiếp cận nữa ra phía đằng sau nhé, một khoảng sân vô cùng rộng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại cái phần bóc mái, hay còn gọi là phần mặt bằng bóc tách mái đấy ạ. Ở trong cái phần này sẽ cho chúng ta thấy được toàn bộ cái không gian bên trong của ngôi nhà này, công năng được bố trí sắp đặt đồ nội thất ra sao. Và toàn bộ cái phần bóc mái này thì đều được các kiến trúc sư của chúng tôi sẽ thiết kế hoàn toàn miễn phí và đi kèm với lại bộ hồ sơ thiết kế nhà nha mọi người. Và đầu tiên ạ, từ hệ thống cửa chính bước vào này thì sẽ là một cái không gian phòng khách kết hợp cùng với phòng thờ. Ở đây thì có để một cái bộ bàn ghế sofa được làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên kết hợp cùng với da. Phía đối diện bên này thì sẽ là một hệ thống kệ tivi. Còn đây thì sẽ là không gian thờ cúng của chúng ta, hướng thẳng ra phía mặt tiền. Tiếp theo là không gian phòng bếp phòng ăn kết hợp. Ở khu vực này, hệ thống tủ bếp thiết kế theo hình đường thẳng này. Rồi là chúng ta sẽ có cái bộ bàn ăn ở đây dành cho khoảng tầm 6 người nha quý vị. Và từ không gian này thì sẽ có thêm một cái hệ thống cửa hậu đi ra phía sau nhà. Dưới tầng 1 của chúng ta được thiết kế với lại hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ này thì đều là những phòng ngủ không có nhà vệ sinh khép kín nha quý vị, nhưng mà lại rất là đầy đủ, từ hệ thống giường ngủ này, rồi cho đến cái bàn làm việc hay là tủ quần áo này. Và xung quanh các phòng ngủ chúng ta thì dưới sàn thì sẽ được ốp sàn gỗ nha quý vị. Còn phía cuối công trình thì sẽ là một khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng 1. Đây là những góc nhìn khác này ở phía dưới tầng 1 này. Còn đây là không gian trên tầng 2. Trên tầng 2 của chúng ta lại có thêm một điều đặc biệt nữa nhá. Vừa nãy ở dưới á, thì chúng ta đã có một khu vực phòng thờ rồi. Lên bên trên tầng 2, gia chủ cũng sẽ dành riêng thêm một cái không gian nữa để thành một cái khu vực thờ cúng tâm linh. Đấy, đã chỉnh chu hơn một chút. Thì có thể thấy được rằng là gia chủ của chúng tôi là một người mà rất là chú trọng trong vấn đề về tâm linh đúng không quý vị? Và trên tầng 2 của chúng ta thì cũng sẽ có hai phòng ngủ được thiết kế đồng trục với lại cái khu vực phòng ngủ phía dưới tầng 1. Còn phía bên ngoài này thì sẽ là một khu vực sân phơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào chi tiết của công trình nha quý vị. Nhìn vào bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, ta thấy được rằng là chủ đầu tư của chúng ta là anh Nguyễn Văn Luôn, địa điểm thì tại Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Đây thì chính là cái phần mặt bằng hiện trạng này, cho chúng ta thấy được rằng là cái khuôn viên đất nó sẽ như thế nào và cái vị trí xây dựng công trình ra sao. Đây thì chính là cái phần mặt bằng định vị công trình. Từ ngoài cổng bước vào thì chúng tôi vẫn để ra những cái khoảng sân cũng khá là rộng nha, thì chúng ta có thể là thoải mái bố trí nơi vui chơi sinh hoạt cũng như là cái khu vực để xe. Tiếp theo thì chính là cái phần mặt bằng bát trạch phong thủy của công trình. Ta thấy được rằng là gia chủ sinh năm 1976, các hướng tốt hợp với gia chủ là hướng Tây Bắc sinh khí phúc lộc vẹn toàn, hướng Tây Nam thiên y thiên thời che chở, hướng Đông Bắc diên niên mọi sự ổn định, hướng Tây phục vị được sự giúp đỡ. Như vậy thì khi mà chúng ta biết được những cái hướng tốt ấy, hợp với gia chủ thì sẽ dùng để đặt hướng nhà này, hướng bếp, hướng ban thờ, còn lại những hướng xấu sẽ dùng để đặt nhà vệ sinh hay nhà kho. Còn đây thì sẽ chính là cái phần mặt bằng công năng ở phía dưới tầng 1 của chúng ta. Thì ta sẽ có này, cái chiều ngang mặt trước ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8,2 m, còn cái chiều sâu thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 12,5 m nha quý vị. Ở đây thì riêng khu vực tầng 1 của chúng ta thì theo như chúng tôi thống kê lại được thì cái tổng diện tích thiết kế thì sẽ là 98 m².
Còn khu vực tầng 2 của chúng ta thì sẽ là 86m2 nha quý vị. Như vậy thì chúng ta sẽ có tổng diện tích sử dụng thực tế cái phần tường bao xây xung quanh đấy ạ, cho cả tầng 1 và tầng 2 rơi vào khoảng tầm là 184m2 nha quý vị. Ở dưới không khu vực tầng 1 thì sẽ có phòng khách, phòng thờ này, hai phòng ngủ này, một phòng bếp kết hợp phòng ăn này, một khu vực nhà vệ sinh. Lên trên tầng 2 ta sẽ có một cái điện để thờ nha. Điện thờ được quý vị biết là lớn đến mức như thế nào rồi. Gia chủ đầu tư rất là chăm chút và sẽ có thêm hai phòng ngủ cũng như là một khu vực sân phơi ở phía ngoài. Đây là những cái chi tiết ở trong bộ hồ sơ vì kèo này. Còn đây thì sẽ là cái phần mặt đứng của căn nhà. Nhìn vào phần mặt đứng ta thấy được rằng công trình này có cái chiều cao từ cốt sân này lên đến khu vực đỉnh mái thì sẽ là 10,6m. Trong khi đó thì chiều cao của hệ thống bậc tam cấp đi lên là 450mm. Chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9m. Chiều cao thông thủy của tầng 2 là 3,6m. Và chiều cao phần mái thì sẽ là 2,7m nha quý vị. Còn đây thì sẽ là cái phần mặt cắt của công trình. Nhìn vào phần mặt cắt thì ta thấy được rằng tất cả những cái không gian bên trong của một ngôi nhà mà nó cắt qua, bao gồm chiều cao của hệ thống cửa chính, cửa phụ, cửa sổ này, rồi là độ dài của tường dâm san, hay là phần nào còn phải hạ cốt, phần nào còn phải nâng cốt để có một công trình vững chắc và bền bỉ với thời gian. Đây là chi tiết về khu vực nhà vệ sinh này, cầu thang này, mặt đứng mặt cắt này, lan can tay vị này, con tiện inox này, rồi là hệ thống cột trụ này. Rồi ngay cả chi tiết mái che nữa. Có thể thấy là trong cái bộ hồ sơ thiết kế của Mắc Hôm chúng tôi ấy, đụng vào đâu cũng có bóc tách, đụng vào đâu cũng có chi tiết để quý vị có thể dễ dàng trong quá trình thi công. Còn đây là hệ thống cửa chính của chúng ta. Cửa chính sử dụng chất liệu đó chính là cửa thép vân gỗ, kính an toàn 8.38, kích thước là 2m7 x 2m7, số lượng là 1 bộ. Còn cửa đi của chúng ta thì sẽ sử dụng chất liệu là cửa nhôm hệ, kính mở dày 8.38. Còn cửa sổ thì sẽ sử dụng là cửa nhôm hệ kính dày 6.36 nha quý vị. Tiếp theo là về phần mặt bằng lát sàn, cho chúng ta thấy được là bên trong căn nhà này khu vực nào nên sử dụng loại gạch nào, khu vực nào cần phải cắt gạch để tránh hiện trạng là thợ cắt gạch quá nhiều, cắt tràn lan gây tốn kém cho chủ đầu tư. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với lại cái phần hồ sơ kết cấu của công trình. Ở công trình này chúng tôi sử dụng là cái phần móng cọc cho toàn bộ công trình nha quý vị. Móng cọc bê tông cốt thép tiết diện là 200 x 200mm. Giải pháp kết cấu phần thân sử dụng là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối. Và trong cái bộ hồ sơ về kết cấu này thì rất là rõ nét từng những yêu cầu trong quá trình thi công này, chi tiết về cốt thép này, hay là chỉ dẫn chung nối cốt thép cho dầm sàn, mặt bằng định vị cọc, mặt bằng móng này, mặt bằng dàn chân tường, mặt bằng thép nền, rồi là bảng thống kê cốt thép cho từng phần nhằm định lượng được cái số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình này, tránh phát sinh hay là dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Và cuối cùng thì sẽ là hạng mục về điện nước. Đây là một cái phần vô cùng quan trọng nha quý vị. Về phần điện nước thì chúng ta sẽ có này, đầu tiên là điện thì sẽ là mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng chống sét tiếp điện, mặt bằng chống sét mái, rồi là sơ đồ nguyên lý cấp điện, hay là bảng thống kê vật tư thiết bị điện. Về phần nước thì chúng ta sẽ có này, hệ nhà mặt bằng cấp nước này, mặt bằng thoát nước này, rồi sơ đồ nguyên lý cấp và thoát nước, cũng như là bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Và có thể thấy được rằng là cái bộ hồ sơ về điện nước này là một cái phần rất là quan trọng và không thể thiếu được trong bộ hồ sơ thiết kế nhà nha quý vị. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với toàn bộ quý vị về công trình của gia đình nhà anh Luân có địa chỉ tại Đông Hưng, Thái Bình. Đây là một mẫu công trình nhà vườn mái Nhật 2 tầng được chúng tôi thiết kế theo phong cách hiện đại. Và nếu như mà quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, vui lòng liên hệ tới các số hotline của Mắc Hôm chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.